mọi người đã quay trở lại với Thế Kiếm 2. Bạn đã từng ăn qua những quả táo có vị ổi hay là vị nho hay chưa? Nếu mà chưa thì đó chưa phải là điều thú vị nhất khi nhắc đến những thứ đột biến trên hành tinh này đâu. Bởi vì có những thứ còn thú vị hơn nữa, ví dụ như là chó lai với sư tử hay là mèo lai cáo, thậm chí là có cả những con nhện lai với dương sĩ nữa. Ngày hôm nay mình sẽ bật mí cho bạn tất tần tật những thứ thú vị này. Hãy đến với chủ đề ngày hôm nay của Thế Kỷ 22 nhé. Top 10 thứ đột biến kỳ lạ nhất hành tinh. 10. Clownfish. Clownfish hay thường được gọi là cá huỳnh quang, là động vật biến đổi gen đầu tiên trở thành thú cưng nuôi trong nhà, với đủ mọi màu sắc từ đỏ đến xanh lá cây, vàng cam, hồng và cả màu tím. Nó là con lai giữa một con cá ngựa vằn, kết hợp DNA của những con sứa phát quang sinh học. Ban đầu nó được sản xuất để cung cấp một hệ thống cảnh báo về ô nhiễm, nhưng vì có nhiều màu sắc khá đẹp mắt nên người ta lại muốn biến nó trở thành thú cưng hơn. Tháng 12 năm 2003, những con cá Clownfish đã được Georgetown Technology chính thức giới thiệu tại Hoa Kỳ. 9. Grapple. Grapple là từ tiếng Anh được ghép giữa quả nho và quả táo, là loại trái cây mới được sản xuất bởi Todd Snyder ở Washington, Mỹ. Nhà sản xuất đã dùng những quả táo Fuji hoặc là táo Washington Extra Fancy Gala tươi ngon, sau đó ngâm chất Methyl Antranilate, chất được sử dụng để tạo hương vị nước ép nho và kẹo để tạo thành hương vị như là nho ở vùng Concord. Nó được cho là cung cấp nhiều vitamin hơn rất nhiều những loại khác. Quá trình xử lý này được cấp bằng sáng chế, được tung ra thị trường từ cuối những năm 2011. Hiện nay, Grapple đã xuất hiện trong các cửa hàng lớn ở Mỹ. Vì không phải là trái cây tự nhiên, nên Grapple không được bán lẻ từng quả, mà đóng gói và dán nhãn sản phẩm đã qua xử lý theo quy định của Sở Nông nghiệp Washington. Loại quả này có giá bán không hề rẻ một chút nào. Một túi 12 quả, bao gồm cả phí vận chuyển tới nơi thì có giá khoảng 623.000 đồng. Còn một túi 4 quả mua tại cửa hàng thì có giá khoảng 105.000 đồng. 8. Raisin. Raisin hay là nho khô khổng lồ là một loại nho khô được đột biến để phát triển đến một tỷ lệ khổng lồ, to hơn rất nhiều lần nếu so với các loại nho khô khác. Raisin được sản xuất bởi Viện Di truyền Quốc gia Nhật Bản do tình yêu to lớn mà Nhật Bản dành cho loại trái cây này, và họ muốn đưa nho khô của mình trở thành một thực phẩm phương Tây. Nếu nếm thử hương vị của loại trái cây này thì raisin cũng giống hệt như là những quả nho khô khác và cũng dùng để ăn bình thường hoặc chế biến chung với các loại thực phẩm khác mà thôi. Chỉ khác một chút là chúng rất là to. 7. Cây Tubercore. Cây Tubercore, cái tên gắn liền với công dụng của nó. Từ lâu thì vỏ của những cây bần được sử dụng để sản xuất cho những chai rượu vang, mặc dù một số nhà sản xuất lại sử dụng nút chai nhựa vì chi phí để làm ra những nút chai từ vỏ cây bần khá là đắt đỏ. Nhưng những người đam mê rượu vang lại không thích điều này. Để xoa dịu những người theo chủ nghĩa truyền thống, các nhà sản xuất rượu đã phải cắt giảm chi phí, sáng tạo ra nhựa sapic và phát triển ra một cây lai giữa cao su và cây bần. Các nút chai được lấy từ vỏ của cây mới này trông giống như là nút chai thật và cũng có cùng chất lượng xốp, nhưng lại có độ bền và không có hương vị cao su. Đó là những cây Tubercore. Kylian de Moncofia, người quản lý hiện tại và cũng là cháu chắt của người sáng lập hãng sản xuất rượu Sambanh Bollinger cho biết, nút chai mới này là điều tuyệt vời nhất của các hãng rượu vang kể từ khi nó được phát minh ra. 6. Thằng lằn Umbuku. Sinh vật này là sinh vật duy nhất trong danh sách không phải do con người tạo ra mà là do chính chúng tự đột biến. Các nhà di truyền học đã tìm thấy DNA của một loài trùi bay trong DNA của loài thằng lằn Umbuku, một loài thằng lằn rất nhỏ và quý hiếm có nguồn gốc từ châu Phi, khiến cho những con thằng lằn Umbuku có ngoại hình khá kỳ lạ. Trước khi phát hiện ra loài này thì người ta đã tin rằng thằng lằn là hậu duệ của loài khủng long bay Pterodactyl, nhưng nó đã bị mất khả năng bay vào khoảng vài triệu năm về trước. Cho đến ngày hôm nay, chỉ có 6 con thằng lằn Umbuku được sinh ra và chúng được các nhà khoa học giữ tách biệt với nhau trong tự nhiên để tránh nguy cơ lai chéo. 5. Paper Tree. Paper Tree hay là cây giấy được lai tạo phát triển để giảm chi phí sản xuất và giảm tuổi thọ của cây trong ngành sản xuất giấy.
Sau sự bùng nổ về sự phổ biến của các sản phẩm giấy tái chế, một công ty có trụ sở tại Thụy Sĩ đã phát triển một loại cây mọc ra lá có hình vuông. Khi được sấy khô thì nó có thể sử dụng như là giấy viết. Việc này nếu có thể đưa vào sử dụng rộng rãi, nó sẽ giúp giảm việc sử dụng nước, giảm khí thải nhà kính, giảm tiêu thụ nhiên liệu và làm sạch các tác động của nó đối với nguồn nước và không khí tại địa phương. 4. Trillion. Đây có lẽ là ví dụ đáng chú ý nhất về việc khoa học có thể đi xa đến đâu với các mẫu DNA hiện đại và kỹ thuật thụ tinh chéo. Trillion là con lai giữa sư tử và chó. Để tạo ra loài động vật quý hiếm đáng kinh ngạc này, các nhà di truyền học đã phải sử dụng các chuỗi DNA riêng lẻ từ mỗi sinh vật kết hợp và sau đó chèn lại vào trứng của vật chủ. Điều này tương tự với Liger hay là hổ lai. Tuy nhiên, loài Liger thì có thể được tạo ra mà không cần thao tác trước trên DNA của một trong hai giống động vật. 3. Tiny Piney. Tiny Piney là một cây thông thu nhỏ chỉ cao 2cm khi được trồng và phát triển hoàn toàn. Ban đầu nó được trồng để cung cấp một nguồn thông một cách nhanh chóng nhất cho các khách hàng sử dụng trong ngành công nghiệp nước hoa. Nhưng một thời gian ngắn sau thì tính hữu dụng của nó trong các lĩnh vực khác trở nên nổi trội hơn rất nhiều. Cây thông nhỏ bé này được bán phổ biến như là một loại cây ăn được ở Papua New Guinea. Người ta sử dụng chúng nhúng trong một loại bột làm từ nước cốt dừa và vỏ bỏ cánh cứng sau đó chiên giòn. Những cây thông mini Tiny Piney này được người dân ở đây cảm nhận rằng có hương vị trong rất tinh tế, ngậy hơn cả mùi nước cốt dừa và nó được xem là một món ăn tráng miệng đặc biệt. 2. Nhện dương sỉ. Nhện dương sỉ hay là fan spider là loài duy nhất trong danh sách này có sự kết hợp độc đáo giữa thực vật và động vật. Con nhện này là con lai giữa một con nhện sói Ý Lycosa tarantula và cây dương sỉ Bonka. Mục đích của việc lai giống kỳ quái này là để các nhà nghiên cứu kiểm tra tỷ lệ sống sót của những con nhện có lớp ngụy trang đặc biệt so với những con không có trong một loạt các nghiên cứu về chọn lọc tự nhiên của Đại học Massey ở New Zealand. Tuy nhiên, kết quả của nghiên cứu này đến nay vẫn chưa được công bố. 1. Mèo Lemurat. Độ chịu chơi và chịu chi của giới nhà giàu Trung Quốc thì không hề bàn cãi và nhiều người phụ nữ Trung Quốc giàu có luôn tìm kiếm cho mình những vật nuôi kỳ lạ để khoe tiền. Điều này đã dẫn đến một số công ty, nghiên cứu khoa học và y tế của Trung Quốc đã cạnh tranh nhau sản xuất ra những loài động vật lai một cách tuyệt vời. Thành công nhất có lẽ phải kể đến những con mèo Lemurat, giống như tên gọi của nó là con lai giữa vượn cáo và mèo. Những con mèo Lemurat này giữ lại bộ lông mềm mại của những con mèo, tô màu lên thân của mình và đuôi những sọc màu đặc biệt, kể cả đôi mắt màu vàng thường thấy ở con vượn cáo. Thậm chí nó còn lấy luôn tính cách hung dữ của loài vượn cáo, dù chỉ thua một chút so với những con chó chihuahua mà thôi. Bạn đã thấy chủ đề ngày hôm nay như thế nào? Có đủ thú vị và hấp dẫn hay chưa? Hãy để lại comment ngay bên dưới cho Thế Kỷ 22. Đừng quên like, share, subscribe và nhấn chuông cho kênh của chúng mình nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại.